Con Sa Đa Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sai khuyến toàn quốc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai nhận cây tại triển lãm Festival Sinh vật cảnh thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và kính thưa quý vị, có một nhà vườn mang 3 tác phẩm tùng, một bộ 3 tùng. Đó là nhà vườn An Tây tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thì quý vị yêu cây sẽ được chiêm ngưỡng cái quá trình hạ những tác phẩm xuống triển lãm thành phố Chí Linh. Thì những tác phẩm tùng rất là đẹp đang được cẩu xuống quý vị nhé. Thời tiết rất là nắng nhưng trên hết là cái tình yêu cây. Thì giữa trưa nắng, các nhà vườn cũng chuyển những cái tác phẩm đến. Thì quý vị yêu cây sẽ trở về với thành phố Chí Linh để chiêm ngưỡng một cuộc triển lãm chào mừng cho cái sự kiện lớn này của thành phố Chí Linh này. Chào ông chủ nhá. Chào anh ạ. Chào anh chủ nhà vườn An Tây. Khán giả của bonsai Đức Huy nhá. Anh ơi, chào anh. Anh mang một bộ 3 tùng hả anh? Vâng ạ. Có đầy đủ nhân duyên thì mời khán giả của bonsai Đức Huy và cũng là người chơi cây trên toàn quốc đủ duyên thì về với Festival thành phố Chí Linh nhá. Vâng ạ. Xin trân trọng mời tất cả mọi người về đây tham quan và chiêm ngưỡng từng tác phẩm, trong đó có bộ 3 tùng quý này. Quý vị ngoài chơi xanh si rồi những cái dòng cây khác như cây thông, quý vị chiêm ngưỡng cây tùng. Và bonsai Đức Huy đấy đặc biệt ấn tượng bởi vì cái tùng dáng trực này, nhưng khác cái tùng khác là cây tùng dáng trực này có cái bệ quý vị ạ. Tùng mà có bệ thì rất là hiếm quý vị nhé. Tùng bệ thì quả là hiếm. Một cái tùng giá trị của nhà vườn. Tùng như mà lắp bệ xanh anh ạ. À, tùng lắp bệ xanh à? Một cái tùng hiếm đấy anh ạ. Bởi vì là em thấy là cái tùng có bệ thì rất ít. Cũng may mắn nhà vườn An Tây là đủ nhân duyên là sở hữu. À, cây tùng này cảm thấy là rất là vui và tự hào. Quý vị, một cây tùng trong một trong ba tác phẩm trong bộ ba, thì cây đầu tiên là bonsai Đức Huy nhìn thấy ấn tượng, ấn tượng quá cái bộ bệ này. Đúng chưa? Bệ này thì của cây tùng này thì quý rồi, một bóng tàn hoàn thiện, chiều cao thì cao khoảng 1m3 3 đến 1m4 quý vị nhé. Quý vị yêu cây trên cả nước sẽ sắp xếp cái thời gian nếu về tham quan được triển lãm Festival triển lãm thành phố Chí Linh. Thì quý vị sẽ nắm bắt được cái thời gian ngày 26, ngày 26 tháng 9 thì là diễn ra khai mạc quý vị nhé, tức là ngày mai. Và triển lãm thì diễn ra ở quảng trường chính thành phố Chí Linh, một cuộc triển lãm dự kiến thì là khoảng trên 30 trận trên 300 tác phẩm. Và hôm nay là ngày cuối cùng nhận cây. Mọi công tác chuẩn bị sẽ nhận cây và mọi công tác sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay để ngày mai khai mạc. Một tác phẩm tùng thứ hai đang ở cầu xuống. Một tác phẩm cây trực hoành quý vị ạ, một cái tùng trực hoành, giữa là cây trực và hai bên thì là hai cây tùng gắn trực hoành. Chiều cao của tác phẩm này thì cao khoảng 1m, bóng tàn rất là đẹp.
phẩm thứ hai đã được kê xong quý vị ạ. Và đoàn cây thứ ba, số bộ 3 đang được cẩu xuống quý vị nhé. À, cũng là cây cuối cùng. Thời tiết đang rất là nắng quý vị ạ. Một cây tùng dáng trực hoành nữa. Sao đâu nhìn thấy có cái tên là cát tường. Một cây này như ý, một cây cát tường. À đây rồi, rồi, cát tường đây. Hai cây bên cạnh là như ý cát tường và một cây giữa là cây đáng trực. Đã xong quý vị nhá, đã xong cây thứ ba rồi. Bộ ba tùng rất đẹp. Chào anh Vĩnh nhá. Chào bạn trai Đức Huy nhá. Chào anh nhá. Bạn rất vất vả. Giúp anh em là làm sao là vừa thuyết trình này, lại vừa hỗ trợ sắp đặt này. Và cho nó đẹp mắt nhá. Vâng vâng. Lần này là thành phố Chí Linh là vinh dự lắm ấy, được anh em ở cây cảnh anh vinh dự lắm đấy, mới được tổ chức đấy. Tưởng cái gì? Thì thưa quý vị, bộ ba tùng đã được kê xong. Quý vị nhìn thấy những hàng rào mềm cũng đã được hoàn tất này. Quý vị nhìn thấy nhà vườn trân trọng những cái tác phẩm của mình như thế nào. Một bộ ba tùng xuất hiện làm sáng bừng triển lãm đây. Quá đẹp. Quá đẹp rồi quý vị ạ. Còn gì phải chỉnh không anh? Lắng quá anh ạ. Ok chưa anh? Vâng, ok rồi anh. Ok rồi đúng không? Rất là đẹp rồi đúng không? Không cần phải chỉnh rồi. Mắt con em nhìn nhà vườn thì con mẹ đẻ, mẹ thì khen con. Quan trọng là các bác thôi. Nhà mình cái gì chả nhất. Không, công nhận là khán giả thôi. Vâng. Như thế này là đẹp rồi. Rất là chỉnh chu cho từng tác phẩm của quý vị ạ. Đánh giá và như thế nào đó là do khách quan thì nó sẽ hay hơn. Là chủ nhân thì chúng ta thì mẹ nào cũng chả quý con, chả khen con. Kính thưa quý vị, Võ Sa Đa Huy cũng vừa ghi hình cho quý vị ngắm ba bộ ba tùng của nhà vườn An Tây. Trong cái quá trình tác phẩm đặt chân xuống triển lãm Festival triển lãm thành phố Chí Linh. Thì một bộ ba rất ấn tượng tại triển lãm lần này. Thì đến đây Võ Sa Đa Huy cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Bạn trai Đức Huy quay nhiều gặp nhiều bạn xanh. Cái bạn này có giống bạn xanh không anh? Một cái bệ thì em vừa chia sẻ rồi, một cái bệ tùng ấn tượng. Đây là cái cây tùng có cái bộ bệ Bạn trai Đức Huy cũng rất là ấn tượng. Một bộ bệ quý, bộ bệ hiếm. Móng tản cũng rất là hoàn thiện hết rồi quý vị ạ. Cảm ơn anh nhá và chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đóng góp với khán giả bên kênh Bonsai Đức Huy nhá. Cảm ơn anh đã đóng góp những tác phẩm và gặp lại mọi người ở Chí Linh nhá. Cảm ơn đã đóng góp những tác phẩm rất đẹp cho triển lãm Chí Linh. Xin được cảm ơn quý vị. Bonsai Đức Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Trân trọng chào tạm biệt quý vị.